Về già bớt thịt cá lại, cứ ăn ba loại rau rẻ tiền này cùng với cơm, mắt mờ mắt kém đến mấy cũng sáng rực trở lại, máu thông lên não, sống rất thọ. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Ngày nay khi xã hội càng phát triển, lối sống của mọi người cũng dần thay đổi theo. Có người thay đổi theo một cách tiêu cực, ăn uống một cách hoàn toàn sai lầm, dẫn đến việc cơ thể bị mất quân bình âm dương, thiếu hụt vi dưỡng chất, tích tụ độc tố trong cơ thể, lâu ngày dẫn đến bệnh tật. Do đó, nếu như chúng ta muốn áp dụng một phương pháp nào để cải thiện lại cuộc sống, đó chính là sử dụng thực dưỡng. Thực dưỡng sẽ giúp cho cơ thể của bạn đào thải độc tố, cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, tạo nên một cuộc sống lành mạnh hơn. Từ đó bệnh tật sẽ suy giảm. Giáo sư người Nhật khám phá và phát triển phương pháp thực dưỡng Osawa đã từng nói, khi chúng ta sống hòa hợp với môi trường thiên nhiên thì tự động được hạnh phúc và khỏe mạnh. Dù bạn có đang ăn theo phương pháp nào thì một điều quan trọng đó chính là lắng nghe cơ thể mình. Bạn đã từng lắng nghe cơ thể mình hay chưa? Hãy tập trung nhìn lại, lắng nghe để biết nhu cầu của cơ thể, để từ đó bổ sung các thực phẩm cho phù hợp. Về già bớt thịt cá lại, cứ ăn ba loại rau rẻ tiền này cùng với cơm, mắt mờ mắt kém đến mấy cũng sáng rực trở lại, máu thông lên não, sống rất thọ. Loại rau đầu tiên ngày hôm nay đó chính là súp lơ, giúp điều chỉnh hệ miễn dịch, chứng viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường, ung thư, béo phì. Mình sẽ thu hoạch một cây súp lơ trong vườn nhà như thế này. Loại rau này có vị ngọt thanh, thường được chế biến cùng các thực phẩm khác để tạo nên sức hấp dẫn cho món ăn. Ngoài ra thì súp lơ còn có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da, chống viêm và ngăn ngừa ung thư. Các bạn hãy tách riêng phần lá của cây súp lơ ra như thế này nhé. Trong súp lơ có chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất như là sắt, kali, kẽm, các loại vitamin như là vitamin A, B6, B12, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ngoài ra, nó còn chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tim mạch. Với công thức này, mình sẽ sử dụng cả phần lá, phần hoa và phần thân của nó. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một chậu nước, tách riêng phần nguyên liệu như thế này, sau đó rửa thật sạch. Súp lơ được biết đến với tác dụng ngăn ngừa ung thư. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mối liên hệ chặt chẽ giữa chế độ ăn uống với nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các loại rau họ cải chẳng hạn như súp lơ, bắp cải có chứa nhiều chất chống oxy hóa là indole-3-carbinol hay còn gọi là I3C. Đây là một chất chống oxy hóa được chứng minh là giảm nguy cơ ung thư vú và các bệnh ung thư như là ung thư cơ quan sinh sản của cả nam và nữ. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng loại rau này rất hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư đại tràng, ung thư gan, ung thư phổi hay ung thư dạ dày. Súp lơ và các loại rau họ cải rất hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển của chất gây ung thư, hoạt động như một chất chống đột biến, ngăn chặn các tế bào khối u tái tạo. Chúng rất giàu glucosinolate, một nhóm lớn gồm các hợp chất chứa lưu huỳnh có lợi cho sức khỏe. Glucosinolate có tác dụng sửa chữa DNA và giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách làm chậm sự tăng trưởng của các tế bào gây ung thư. Nó còn được biết đến với tác dụng thanh lọc cơ thể. Sulforaphane, glucobrazicin, gluconitrotin và glucoraphanes là những hợp chất có trong súp lơ giúp hỗ trợ hoạt động và chức năng của gan. Chính vì vậy mà súp lơ có thể tăng cường hoạt động, thanh lọc và giải độc gan hiệu quả. Súp lơ rất giàu glucosinolate, gồm có lưu huỳnh và nitơ. Đây là một hợp chất hữu cơ có thể hỗ trợ quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, thải bỏ độc tố và các chất thải. Glucosinolate có vai trò kích thích gan sản xuất các enzyme giải độc, ngăn chặn các tổn thương từ các gốc tự do. Ngoài ra thì các hợp chất trên còn kích thích gan sản sinh enzyme giải độc, ngăn chặn các tổn thương từ các gốc tự do. Bên cạnh đó mà hợp chất này có thể bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày, giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Sulforaphanes có khả năng kìm hãm sự tăng trưởng, sự xâm nhập của vi khuẩn có hại ở đường ruột, cho phép các lợi khuẩn phát triển khỏe mạnh. Phần lá các bạn hãy tách riêng như thế này, phần sống ở giữa các bạn có thể sử dụng hoặc bỏ đi đều được. Bây giờ các bạn hãy rửa thật sạch và để ráo nước.
Tiếp nữa mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu thứ hai khi kết hợp cùng với súp lơ sẽ tạo ra một món ăn vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe. Tỏi được biết đến với tác dụng giúp cho xương được chắc khỏe. Do trong tỏi có chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, mangan, kẽm đều là các chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của hệ xương. Đặc biệt, các enzyme lượng mangan cao và chất chống oxy hóa có trong tỏi giúp ích cho sự hình thành, hấp thụ canxi và chuyển hóa xương. Đặc biệt, đối với những người bị bệnh xương khớp gây đau nhức thì giảm đau bằng cách ăn tỏi sống sẽ rất hiệu quả. Ngoài ra, ăn tỏi sống mỗi ngày còn giúp bạn tăng cường nội tiết tố estrogen, nhờ đó làm chậm đi quá trình loãng xương ở phụ nữ. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ cho vào một cái tô như thế này. Bây giờ thêm vào một thìa cà phê giấm táo, 1/3 thìa cà phê tiêu và một thìa canh dầu ô liu, 1 gram muối biển. Khi bạn sử dụng các nguyên liệu gia vị trên kết hợp cùng với tỏi sẽ giúp cho tỏi phóng thích được allicin một cách hiệu quả nhất. Sau khi các bạn đã trộn xong, các bạn hãy để tỏi bằm nhuyễn trong không khí như thế này từ 10 đến 15 phút, sau đó chúng ta mới chế biến. Trong lúc chờ đợi tỏi được thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái chảo gang, thêm vào đó là một chút dầu ăn. Hãy lựa chọn chảo gang là tốt nhất. Chảo gang là một trong những vật liệu nấu ăn an toàn nhất cho tới thời điểm hiện tại, được các chuyên gia và các bác sĩ khuyên dùng. Chảo gang an toàn cho sức khỏe, nhiệt độ ổn định, nó cung cấp cho cơ thể một lượng sắt rất phù hợp. Khi chảo nóng già rồi thì các bạn sẽ cho súp lơ vào chảo và áp cho xém các mặt. Khi các bạn làm như vậy, súp lơ khi ăn sẽ rất giòn và giữ được màu xanh. Bạn lưu ý chúng ta sẽ áp chảo ở lửa nhỏ. Súp lơ được biết đến với tác dụng đó là hạn chế sự thiếu hụt vitamin D. Do bản thân súp lơ không có chứa nhiều vitamin D để cung cấp cho cơ thể, nhưng súp lơ lại có tác dụng bù đắp những tác động xấu khi cơ thể bị thiếu lượng lớn vitamin D. Bởi vì vậy mà súp lơ có khả năng liên kết bền vững giữa vitamin A với vitamin K, giúp cân bằng chuyển hóa lượng vitamin D. Vì vậy, nếu như bạn đang cần bổ sung vitamin D thì hãy nhớ thêm súp lơ vào trong các bữa ăn của mình nhé. Súp lơ còn được biết đến với tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn chức năng não. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình trạng viêm nhiễm nặng có liên quan mật thiết đến sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, đái tháo đường và rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Phần súp lơ sau khi các bạn đã áp chảo được xém cạnh như thế này, mình sẽ cho vào một cái chảo sâu lòng hơn. Thêm vào đó là lá súp lơ và đảo qua trong 1 phút. Do phần lá nhanh chín hơn nên mình sẽ chế biến sau như thế này. Súp lơ rất giàu vitamin K, vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa cùng axit béo, omega 3 giúp động mạch, mạch máu không bị tích tụ, màng bám. Điều này làm giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và kiểm soát nồng độ cholesterol trong cơ thể. Khi hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động quá mức sẽ tạo ra các phản ứng có thể làm mất cân bằng oxy hóa, dẫn đến nguy cơ gây tổn thương các tế bào não, mà súp lơ lại giúp cho bạn ngăn chặn tình trạng này một cách hiệu quả. Sau khi các bạn đã đảo được 1 phút như thế này, các bạn hãy tắt bếp và cho toàn bộ phần gia vị đã chuẩn bị vào và trộn đều. Khi các bạn làm như vậy, tỏi sẽ giữ nguyên được hàm lượng allicin có trong nó, giúp cho bạn hỗ trợ điều trị các bệnh lý một cách hiệu quả hơn. Bây giờ các bạn hãy cho ra đĩa và thưởng thức món ăn này. Mỗi tuần chúng ta nên sử dụng từ 2 đến 3 bữa rau như thế này và ăn kèm với cơm là rất tuyệt vời. Đây là một trong những cách giúp cho phần nguyên liệu được cân bằng âm dương, giúp cho bạn nhận được tối đa dưỡng chất từ những loại thực phẩm tự nhiên như thế này. Trước khi lựa chọn thực dưỡng, các bạn hãy dành ra một chút thời gian xem xét vì sao mà thân thể chúng ta lại có bệnh, để thiết lập lại chế độ ăn uống và sinh hoạt cho phù hợp. Đây cũng là một trong những phương pháp mà Handmade VN đang theo đuổi và hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ có ích tới bạn. Nếu bạn thích ăn súp lơ, hãy để lại comment là số 1 ở phía dưới để mình được biết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang loại rau thứ hai, đó chính là bí đỏ. Một món ăn rất tuyệt vời và giàu chất chống oxy hóa, rất tốt cho thị lực. Nó giúp bạn phòng ngừa thiếu máu và tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa lão hóa sớm, nâng cao chất lượng giấc ngủ. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là bí đỏ. Bạn có thể sử dụng lượng vừa đủ với gia đình của mình. Bí đỏ được biết đến với công dụng giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Các gốc tự do là các phân tử được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất của cơ thể. Những chất này có vai trò trong việc tiêu diệt vi khuẩn có hại,
Tuy nhiên, khi các gốc tự do được tạo ra quá mức trong cơ thể của bạn, sẽ xảy ra tình trạng gọi là stress oxy hóa, có liên quan đến các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim và ung thư. Bây giờ các bạn hãy đem gọt sạch phần bí đỏ. Bí đỏ chứa các chất chống oxy hóa như alpha-carotene, beta-carotene, beta-cryptoxanthin. Đây là những chất có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn chặn chúng làm hỏng các tế bào của bạn. Ngoài ra thì các chất chống oxy hóa này còn bảo vệ da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm nguy cơ ung thư và các bệnh về mắt. Và nó được biết đến với tác dụng thứ hai, đó chính là bảo vệ thị lực. Tình trạng thị lực giảm dần theo tuổi tác xảy ra rất phổ biến ở bất cứ ai. Bí đỏ là một thực phẩm dồi dào các chất dinh dưỡng có liên quan đến việc bảo vệ thị lực khi bạn trở nên lớn tuổi hơn. Thiếu vitamin A là nguyên nhân rất phổ biến gây mù lòa, mà bí đỏ thì chứa hàm lượng cao beta-carotene giúp cung cấp cho cơ thể của bạn vitamin A. Bí đỏ cũng là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều lutein và zeaxanthin. Hai hợp chất này có liên quan đến nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể. Ngoài ra thì bí đỏ rất giàu vitamin C và vitamin E, có chức năng như chất chống oxy hóa, ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại cho các tế bào của mắt. Tác dụng thứ ba mà bí đỏ mang lại cho sức khỏe đó chính là tốt cho tim mạch. Bí đỏ có chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể cải thiện sức khỏe của tim mạch của bạn, bao gồm như kali, vitamin C, chất xơ cao. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người có hàm lượng kali cao thường có huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ đột quỵ. Đây là hai yếu tố dẫn đến nguy cơ bệnh tim. Bí đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, làm giảm cholesterol xấu LDL ra khỏi quá trình oxy hóa. Khi cholesterol xấu LDL bị oxy hóa có thể đóng cục dọc theo thành mạch máu, điều này có thể hạn chế các mạch máu của bạn và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Tác dụng thứ tư mà bí đỏ đem lại cho sức khỏe đó chính là chống tiểu đường. Các hợp chất thực vật có trong bí đỏ có thể giúp bạn hấp thụ gluco vào các mô và ruột, cũng như cân bằng mức độ gluco của gan. Bí đỏ có liên quan đến khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, và đây là một trong những loại quả giúp cho bạn làm giảm nguy cơ ung thư. Ung thư là một căn bệnh rất nghiêm trọng, với sự phát triển bất thường của các tế bào. Các tế bào ung thư tạo ra các gốc tự do để giúp chúng nhân lên nhanh chóng. Bí đỏ chứa nhiều carotenoid là những hợp chất có thể hoạt động như các chất chống oxy hóa. Điều này giúp cho việc vô hiệu hóa các gốc tự do, có thể bảo vệ cơ thể của bạn chống lại một số bệnh ung thư. Và nó còn được biết đến với tác dụng giúp cho bạn tăng cường hệ miễn dịch, do trong bí ngô có chứa nhiều chất dinh dưỡng như là hàm lượng beta carotene cao, chất mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A. Các nghiên cứu này cũng cho thấy hàm lượng vitamin A cao có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng. Ngược lại, những người bị thiếu vitamin A sẽ có hệ thống miễn dịch yếu hơn. Bí ngô cũng chứa nhiều vitamin C được chứng minh là có khả năng làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, làm vết thương nhanh lành hơn. Và đây là toàn bộ phần bí đỏ mình có. Mình sẽ cho toàn bộ vào sừng hấp và hấp trong khoảng thời gian 6 phút. Việc bạn hấp bí đỏ như thế này sẽ giúp cho các dưỡng chất thực vật có trong bí đỏ giữ lại được nhiều nhất. Trong lúc chờ đợi, mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu thứ hai, đó chính là tỏi. Bạn biết không, tỏi được biết đến với tác dụng đó là lọc các độc tố ở trong máu. Các chuyên gia cho biết trong tỏi có chứa hóa chất hóa học có tên là allicin. Thành phần này giúp cho cơ thể của chúng ta loại bỏ được các chất độc hại, đồng thời tăng cường các tế bào bạch cầu thêm khỏe mạnh. Ngoài ra thì allicin còn giúp loại bỏ nicotine để thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp. Và nó được biết đến với tác dụng làm giảm huyết áp. Nói đến tác dụng này thì không thể quên được vai trò giúp hạ huyết áp của loại củ này. Các hoạt chất có trong tỏi có khả năng làm giảm huyết áp gần giống như các loại thuốc chuyên dùng được điều trị cao huyết áp. Đặc biệt là thành phần allicin có trong tỏi đảm nhận rất tốt vai trò này. Vì thế muốn trị cao huyết áp thì việc bạn sử dụng tỏi mỗi ngày là một cách rất hiệu quả. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên. Dưới đây là một vài gia vị cho món ăn này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo lớn, thêm vào đó là dầu ăn, cho toàn bộ phần tỏi đã chuẩn bị vào và phi thơm. Sau
Sau khi tỏi đã vàng lên như thế này, các bạn hãy cho toàn bộ gia vị vào đảo đều, cho tan hết gia vị. Sau đó hãy cho bí ngô vào đảo chung 30 giây và thêm vào hành lá, đảo thêm 30 giây nữa thì tắt bếp. Bây giờ các bạn hãy cho món ăn này ra đĩa nhé. Đây là một trong những món ăn chứa nhiều chất xơ. Lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày là từ 25 đến 30 gram. Chất xơ sẽ làm chậm tốc độ hấp thụ đường vào máu, cũng như thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và tiêu hóa trơn tru hơn. Ngoài ra thì công dụng của bí đỏ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất cũng như các chất chống oxy hóa cao, thì món ăn này có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ thị lực, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tăng cường sức khỏe cho trái tim và làn da. Bạn hãy kết hợp bí đỏ vào chế độ ăn uống của mình để nhận được những lợi ích sức khỏe mà loại thực phẩm này mang lại nhé. Tuy có rất nhiều các giá trị có lợi cho sức khỏe, nhưng mỗi tuần các bạn chỉ nên ăn từ 2 đến 3 bữa bí đỏ. Bạn nghĩ sao về món ăn này? Bạn thường sử dụng bí đỏ theo cách như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Nếu bạn thấy video này thực sự hữu ích, bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Loại rau thứ ba mà bạn không nên bỏ qua trong thực đơn của mình hàng tuần đó chính là hẹ. Hẹ là một trong những loại rau rất giàu vitamin A. Nó còn là một nguồn bổ sung vitamin K dồi dào, rất quan trọng cho quá trình hỗ trợ enzyme, thúc đẩy phát triển tế bào, ngăn chặn loãng xương, tăng khả năng tư duy, giúp cho mắt sáng, giải độc gan và phòng ngừa ung thư. Nguyên liệu đầu tiên mình cần sử dụng cho công thức ngày hôm nay đó chính là lá hẹ, một nắm lá hẹ như thế này. Loại cây này đã được trồng từ rất lâu nhằm mục đích nấu ăn và làm nguyên liệu trong các bài thuốc dân gian. Y học hiện đại cũng đã chứng thực tác dụng của hẹ đến từ nguồn dinh dưỡng rất phong phú, bao gồm vitamin nhóm B, vitamin K, các khoáng chất như đồng, sắt, mangan, canxi, riboflavin, v.v. cùng hàng loạt những hợp chất có nguồn gốc thực vật quý giá. Tác dụng thứ nhất phải kể đến ở đây đó chính là tăng cường thị lực và bổ mắt. Lá hẹ mang lại cho bạn một đôi mắt sáng tinh anh. Lý do rất đơn giản vì bản thân loại rau này sở hữu hàm lượng cao vitamin A. Hợp chất này đóng một vai trò như một tác nhân oxy hóa, có tác dụng bảo vệ mắt chống lại các tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus. Không những vậy, chất này còn giúp hình thành nên các sắc tố võng mạc, giúp điều tiết và hỗ trợ mắt nhìn được trong điều kiện thiếu sáng. Hẹ cũng chứa hai thành phần là lutein và zeaxanthin. Những dưỡng chất này có thể phòng ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng rất hiệu quả. Tác dụng thứ hai phải kể đến ở đây là tốt cho hệ xương khớp. Tuy mỏng manh nhưng tác dụng của lá hẹ thực sự không thể xem nhẹ, nhất là khả năng thúc đẩy hệ xương phát triển. Tất cả là nhờ vào hàm lượng canxi, magie cao rất cần thiết cho quá trình tạo xương và đảm bảo các khớp được khỏe mạnh. Thêm vào đó thì sự hiện diện của vitamin K được ví như chất keo giúp canxi gắn vào xương được nhiều hơn, từ đó xương mới đủ nguyên liệu để phát triển. Tác dụng thứ ba cần phải kể đến của loại rau này đó là cải thiện nhận thức. Trong lá hẹ là một nguồn bổ sung vitamin B rất dồi dào, bao gồm cả folate, dạng tự nhiên của vitamin B9. Dưỡng chất này được biết đến với vai trò tăng cường khả năng nhận thức. Bây giờ các bạn hãy đem phần lá hẹ này đi rửa thật sạch với nước nhé. Và đây cũng là một trong những loại thực phẩm giúp cho bạn giải độc gan. Gan được xem là tấm khiên bảo vệ cơ thể của bạn khỏi sự xâm nhập của các độc tố qua đường tiêu hóa, đồng thời đảm nhiệm một vai trò đào thải những chất cặn bã là phế phẩm của quá trình chuyển hóa. Theo đó thì một trong những công dụng của lá hẹ rất nổi bật đó là thúc đẩy hoạt động của gan, làm tăng quá trình bài trừ độc tố mạnh mẽ hơn. Hẹ cũng cung cấp một nguồn vitamin A và vitamin C rất tuyệt vời, giúp đánh bay các gốc tự do gây hại và tăng cường sức đề kháng. Những dưỡng chất như thế này còn đảm bảo cho chúng ta có được sức đề kháng rất khỏe mạnh trước sự thay đổi của thời tiết giao mùa gây ra. Sau khi các bạn đã rửa xong như thế này rồi, các bạn hãy để thật ráo nước, sau đó mới đem thái nhé. Và phần hẹ sau khi mình đã để ráo được như thế này rồi thì mình sẽ đem đi thái các đoạn từ 3 đến 4cm tùy vào nhu cầu ăn uống của gia đình bạn. Và tác dụng thứ 5 phải kể đến ở đây đó là chức năng kiểm soát viêm. Hẹ có chứa rất nhiều các hợp chất từ thực vật. Điều đáng nói là hầu hết những chất này đều góp phần tạo nên tác dụng của lá hẹ trong việc chống viêm, từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình làm lành bất cứ các tổn thương nào mà bạn đang mắc phải.
và nó còn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Công dụng của lá hẹ đối với hệ tiêu hóa chủ yếu dựa trên khả năng của hẹ giúp cơ thể loại bỏ các loại vi khuẩn gây hại trong đường ruột, gây cản trở quá trình tiêu hóa. Theo các chuyên gia thì hẹ có thể loại bỏ ít nhất 30 chủng Salmonella, một trong những nguyên nhân gây suy yếu đường ruột. Bằng chứng khác cũng cho thấy rằng hẹ có tác dụng giảm chứng đầy hơi, chứng bụng và xoa dịu tình trạng kích thích dạ dày. Và đây là toàn bộ phần hẹ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm một củ tỏi 30g như thế này. Tỏi là một trong những loại thảo dược rất tốt để giúp bạn điều trị cảm cúm. Allicin có trong tỏi là một trong các thành phần đặc trị bệnh cảm cúm rất hiệu quả. Nhờ vào tính sát khuẩn mạnh, ăn tỏi vào thời điểm bị cúm sẽ giúp cho bạn tăng cường được hệ thống miễn dịch. Tỏi có tính ấm, có khả năng khử hàn ẩm, tránh lạnh và loại trừ các nguyên nhân gây ho. Nhờ đó mà thói quen ăn tỏi sống mỗi ngày có thể giúp cho bạn giảm ho và phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Không những vậy, đây là một trong những loại thực phẩm giúp cho bạn lọc các độc tố ở trong máu. Các chuyên gia cũng cho biết rằng trong tỏi có chứa các chất hóa học có tên là allicin. Thành phần này giúp cơ thể của bạn loại bỏ được các chất độc hại, đồng thời tăng cường các tế bào bạch cầu thêm khỏe mạnh. Ngoài ra thì allicin còn giúp bạn loại bỏ nicotine để thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp. Và đây là một trong những loại thực phẩm giúp cho bạn giảm huyết áp. Các loại hoạt chất có trong tỏi có khả năng làm giảm huyết áp tương tự như các loại thuốc chuyên dùng khác. Cách ăn tỏi sống mỗi ngày là một trong các phương pháp chữa bệnh huyết áp cao rất đơn giản và cực kỳ hiệu quả, lại rất rẻ tiền nữa. Và đây cũng là một trong những loại thực phẩm giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Tỏi có khả năng làm giảm cholesterol LDL, tức là cholesterol không tốt cho sức khỏe, từ 10 đến 15%, đây là một con số rất đáng kể. Và tỏi cũng có chứa các đặc tính chống đông, do đó làm giảm nguy cơ đau tim, xuất huyết não và các triệu chứng khác với hiệu quả rất tốt. Nó còn giúp cho bạn ngăn ngừa được bệnh Alzheimer. Các chất dinh dưỡng có trong tỏi giúp bảo vệ tế bào não, chống lại lão hóa, làm giảm cholesterol, hạ huyết áp. Vì vậy mà bạn ăn tỏi sống mỗi ngày có thể ngăn ngừa các bệnh lý về thần kinh liên quan đến tuổi tác, chẳng hạn như bệnh mất trí nhớ, Alzheimer. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm 5g bột ớt. Nếu như không có thì các bạn cũng có thể sử dụng ớt tươi đều được. Theo báo cáo từ Hiệp hội Tim mạch của Hoa Kỳ thì bổ sung ớt trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư hoặc bệnh tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Báo cáo trên đã so sánh đồng thời hồ sơ sức khỏe và chế độ ăn uống của hơn 570.000 người ở Mỹ, Ý, Trung Quốc và Iran. Đối tượng tham gia được phân loại theo chế độ ăn uống của người thường xuyên, hiếm khi và không bao giờ ăn ớt. Thì phân tích cho thấy những người ăn ớt có thể giảm 26% tỷ lệ tử vong do tim mạch, giảm 23% tỷ lệ tử vong do ung thư, giảm 25% tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân khác. Và một nghiên cứu khác cũng đã chứng minh rằng những người ăn ớt ít nhất 4 lần mỗi tuần trong 8 năm có tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn ớt. 5g bột ớt. Và bây giờ hãy chuẩn bị thêm 200ml giấm táo. Giấm táo sẽ giúp cho món ăn này được lên men tốt hơn. 20g đường, 1g muối. Bây giờ các bạn sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào trong máy xay và xay thật nhuyễn. Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào đảo đều, ủ trong 24 giờ sau đó mới sử dụng. Hỗn hợp này có tác dụng giúp cho xương của bạn được chắc khỏe, do nó có chứa nhiều các chất dinh dưỡng hữu ích cho hệ xương, chẳng hạn như kẽm, mangan, vitamin B6, vitamin C. Thói quen ăn uống hỗn hợp này mỗi ngày còn làm chậm quá trình loãng xương ở phụ nữ bằng cách làm tăng nội tiết tố estrogen. Vì nồng độ estrogen thấp có thể khiến mật độ xương giảm, từ đó gây nguy cơ loãng xương. Chính vì vậy mà các bạn hãy thêm ngay công thức này vào bữa ăn hàng ngày của mình nhé. Nó còn giúp cho bạn phòng chống bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra mối liên hệ khi mà bạn kết hợp giữa tỏi và hẹ cùng với ớt hàng ngày với khả năng chống lại ung thư dạ dày và đại trực tràng. Các hợp chất allicin có trong tỏi, hẹ và ớt giúp làm chậm hoặc là ngưng sự phát triển của các tế bào ung thư trên cơ thể. Món ăn này thì các bạn có thể ăn liên tục hàng ngày mà không lo về tác dụng phụ của nó. Tuy nhiên không ăn quá 50g mỗi ngày các bạn nhé.
Trên đây là cách sử dụng hẹ và tác dụng của hẹ đối với sức khỏe. Và bạn có thường hay sử dụng loại lá cây này hay không? Nếu như chưa thì các bạn hãy thêm nó vào trong chế độ dinh dưỡng của mình nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ nó tới người thân và bạn bè để cùng nhau chăm sóc sức khỏe gia đình. Nếu các bạn thích video này, các bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Về già muốn sống thọ, cứ uống 3 thứ này, sạch gan, khỏe thận, tinh thần minh mẫn, ung thư nghe thấy khiếp sợ tránh xa. Loại trà thứ nhất rất đặc biệt, đó chính là trà tía tô. Đây là một trong những loại trà được người Nhật coi là bí quyết tăng tuổi thọ, là một trong những loại trà được các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng trà tía tô không chỉ có tác dụng giải độc cơ thể mà nó còn đem lại làn da đẹp, mịn màng, tốt cho hệ tiêu hóa và hệ tim mạch. Mình sẽ cần ra vườn để chuẩn bị một chút lá tía tô cho công thức này. Tía tô thì được trồng bằng hạt và bạn cũng có thể dâm cành nó, nên bạn cũng có thể trồng một vài cây trong vườn như thế này. Liều dùng thông thường khi sử dụng tía tô là từ 20 đến 30 gram lá tía tô trên một ngày. Bạn không nên sử dụng quá nhiều dẫn đến đầy hơi, khó tiêu, ảnh hưởng tới huyết áp. Một số nghiên cứu mới đây đã tìm và phát hiện trong lá cây tía tô còn có rất nhiều các loại khoáng chất như glycoside, alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, phytosterol, tocopherol, polyphenol, nhựa, tinh dầu, giúp ngăn ngừa các bệnh rối loạn tim mạch, ung thư, viêm nhiễm. Tía tô là một trong các vị thuốc đông y rất thông dụng được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị các bệnh dị ứng, cảm mạo, ho, hen suyễn, tiêu hóa hay ốm nghén. Nó được biết đến với tác dụng chống dị ứng. Chiết xuất từ trà của lá cây tía tô và ethanol có các hợp chất góp phần làm phản ứng dị ứng. Theo đó là tía tô chứa glycoprotein có thể ức chế hoạt động của hyaluronidase và sự phân hủy của tế bào mast, nhờ đó làm giảm các triệu chứng mẩn đỏ hay ngứa. Một thần y của Trung Quốc đã tìm ra vị thuốc của tía tô cũng nhờ vào tác dụng chống dị ứng của loại thảo dược này. Tía tô có công dụng giải độc cua, cá, dị ứng với hải sản, không những điều trị về dị ứng hải sản mà còn với các loại dị ứng khác thông thường gây ra mẩn đỏ, ngứa cũng có thể sử dụng tía tô, lá tươi hoặc lá khô để uống kết hợp với tắm ở bên ngoài. Thông thường thì các thầy thuốc y học cổ truyền sẽ phối hợp tía tô cùng với một số các vị thuốc khác như là kinh giới, húng quế để nâng cao được tác dụng cho tía tô hơn nữa. Tác dụng thứ hai cần phải kể đến của tía tô đó chính là tác dụng làm hạ axit uric trong máu, phòng các bệnh lý chuyển hóa tim mạch. Ở Việt Nam có khoảng 3 triệu người bị tăng axit uric máu. Không phải cứ tăng axit uric máu cũng biểu hiện thành bệnh gút. Tuy nhiên, tình trạng tăng axit uric máu sẽ liên quan đến nhiều bộ phận và các bệnh lý khác trong cơ thể như tim mạch, thận, mỡ máu, huyết áp, ung thư hay tiểu đường. Liên quan đến nồng độ axit uric máu thì enzyme cetacean oxidase là enzyme xúc tác cho quá trình sản xuất axit uric từ cetacean và hyprocetin. Sự thiếu hụt này gây ra sự tích tụ cetacean, nó có thể kết tủa trong nước tiểu, gây ra các triệu chứng như sỏi thận với đái da máu, colic niệu và UTIS. Trong nghiên cứu khoa học công bố năm 1990 của các nhà khoa học Nhật Bản, các hoạt chất có trong lá tía tô có tác dụng hạ axit uric máu, có tác dụng tương đương với thuốc hạ axit máu hiện nay là allopurinol. Nếu như bạn đang có chứng bệnh này, hãy sử dụng thường xuyên nước uống sắc lá tía tô để kiểm soát nồng độ axit uric trong máu. Tác dụng thứ ba phải kể đến của nó ở đây đó là hiệu ứng trên hệ tiêu hóa, được biểu hiện ở các triệu chứng như tức bụng, chán ăn, đầy hơi, ăn uống khó tiêu. Khoảng 20% dân số từng gặp phải qua các triệu chứng khó chịu về đường tiêu hóa như đau thượng vị hay cảm giác khó chịu ở ổ bụng, đầy hơi và chậm tiêu. Lúc này, một nghiên cứu được thí điểm trên 50 người tham gia trong tình trạng khỏe mạnh, đang gặp khó chịu ở đường tiêu hóa và táo bón nhẹ, đã được sử dụng chiết xuất lá tía tô và cho thấy kết quả cải thiện triệu chứng rất đáng kể so với giả dược. Ngoài ra, những người bị hội chứng ruột kích thích và bệnh trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể giảm bớt được các triệu chứng khi tiêu thụ chiết xuất lá tía tô hàng ngày. Tác dụng thứ tư đó là ổn định các bệnh lý tự miễn.
Dầu hạt tía tô trong số các loại dầu thực vật bao gồm như đậu tương, hạt bí ngô là có chứa nhiều axit omega 3 alpha linoleic, rất hữu ích để kiểm soát các tình trạng tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp, lupus hay hen suyễn. Theo một nghiên cứu thì các bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn có thể đáp ứng tốt với điều trị bằng dầu hạt tía tô, nhờ vào tía tô có tác dụng ức chế sự co thắt đường thở để phản ứng với các chất kích thích hít phải. Đồng thời, dầu hạt tía tô cũng ức chế sự di chuyển của các tế bào bạch cầu vào phổi, giúp ngăn ngừa sốc phản vệ, một tình trạng đáp ứng miễn dịch bất thường, có mức độ nghiêm trọng và nguy cơ đe dọa đến tính mạng nếu không được cứu chữa tức thời. Đối với các bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính hay ho đờm cũng có thể sử dụng hạt tía tô với liều lượng khoảng từ 6 đến 8 gram trên ngày. Có thể vì tất cả những lý do như vậy mà người dân Nhật Bản đều rất thích sử dụng lá tía tô. Và chúng ta cũng hãy thêm lá tía tô vào trong cuộc sống của mình nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần lá tía tô này vào nồi và thêm vào đó là 1 lít nước, sau đó hãy đun sôi nhé. Khi nước sôi, bạn đun thêm 5 phút nữa là được. Đun sôi ở lửa nhỏ. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi chuẩn bị thêm nguyên liệu cho công thức này. Bây giờ thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm một quả chanh cho công thức này. Cắt đôi, sau đó vắt lấy phần nước cốt. Chanh được biết đến với một tác dụng rất đặc biệt, đó là khả năng chống ung thư. Do trong nó có chứa 22 hợp chất có tác dụng chống ung thư, điển hình là dây Sevotron Q40 và Limonin. Hai hợp chất này có tác dụng kháng ung thư rất hiệu quả, có nguồn gốc tự nhiên. Sevotron chuyển hóa chất CPB1, enzyme đặc trưng trong các tế bào ung thư, thúc đẩy quá trình apoptosis, tức là quá trình chết theo chương trình của các tế bào ung thư. Do đó, Sevotron đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đẩy lùi các tế bào ung thư, và Limonin có đặc tính chống oxy hóa rất mạnh, chống viêm và chống ung thư. Nó còn biết đến với tác dụng giảm mỡ máu. Theo đông y thì chanh có tác dụng làm giảm cholesterol máu do chanh có chứa chất chống oxy hóa bioflavonoid, cũng như các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác nhau, có chứa chất xơ hòa tan gọi là pectin, nên nó sẽ làm cho bạn có cảm giác no lâu hơn. Thêm vào đó, hợp chất polyphenol cũng hỗ trợ kiểm soát chất béo hiệu quả. Và đây là toàn bộ phần nước cốt chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Phần trà mình cũng đã đun xong như thế này, bây giờ mình sẽ lọc riêng phần bã và phần nước. Các bạn hãy để cho phần nước trà nguội bớt đến tầm 50 độ thì chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Và phần trà của mình cũng đã nguội bớt như thế này, bây giờ mình sẽ cho phần nước cốt chanh vào trong nước lá tía tô. Các bạn thấy không, khi cho chanh vào, màu sắc của trà sẽ trở nên đỏ tươi, rất ngon và hấp dẫn. Nếu các bạn thích uống ngọt thì hãy thêm vào 30g đường, còn nếu như không thích uống ngọt thì có thể bỏ qua phần đường trong công thức này nhé. Mỗi ngày các bạn hãy sử dụng từ 400 đến 500ml nước lá tía tô chia thành nhiều thời gian uống trong một ngày. Sử dụng mỗi tuần từ 3 đến 4 buổi. Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe, nhưng một số người được khuyến cáo là không nên sử dụng lá tía tô vì nó có thể gây hại cho sức khỏe. Thứ nhất, đó là những người đang bị cảm nóng. Theo y học cổ truyền thì lá tía tô có vị cay tính ngấm, do đó những người đang bị cảm nóng thì cần thận trọng. Nếu như sử dụng lá tía tô trong thời điểm này có thể khiến cho cơ thể trở nên bức bối, khó chịu. Thứ hai, đó chính là phụ nữ mang thai. Cơ thể của phụ nữ mang thai vốn nóng hơn người bình thường, nếu như sử dụng lá tía tô trong một thời gian dài có thể dẫn đến tăng huyết áp. Hơn nữa, việc lạm dụng lá tía tô có thể khiến cho phụ nữ mang thai cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, táo bón và tiểu tiện đỏ. Thứ ba là những người bị dị ứng với lá tía tô. Có một số trường hợp bị dị ứng với lá tía tô mà không hề biết. Do đó, trước khi sử dụng số lượng lớn, các bạn hãy uống một lượng nhỏ lá tía tô. Nếu như không có bất cứ phản ứng gì thì các bạn hãy sử dụng tăng liều sau nhé. Và một lưu ý rất đặc biệt, đó là không nên uống lá tía tô trong một thời gian dài, nên uống cách ngày. Một tuần các bạn chỉ nên uống từ 3 đến 4 buổi là được. Uống quá nhiều trong thời gian dài sẽ gây đầy hơi, khó tiêu, ảnh hưởng tới huyết áp.
Loại trà thứ hai mà bạn nên thêm vào cuộc sống của mình đó chính là trà táo đỏ. Trà táo đỏ được coi là một vị thuốc rất đặc biệt có lợi cho sức khỏe của con người. Loại trà này rất thích hợp để uống vào các buổi sáng khi vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và sâu. Cơ thể thường mất nước, uống một ly trà táo đỏ giúp cho bạn bổ sung năng lượng, dưỡng chất để bắt đầu một ngày mới. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là táo đỏ. Trong quả táo đỏ có chứa chất béo, protein, axit hữu cơ như axit malic, axit gallic, lipid, đường, chất xơ và các khoáng chất như là kali, natri, canxi, sắt, magie và các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 và đặc biệt là vitamin C. Với công thức này mình sẽ cần sử dụng 150g táo đỏ. Trong táo đỏ có chứa các hợp chất như là phosphat, flavonoid, tannin, quercetin, carotene, axit chitopenic và polysaccharide, v.v. Bạn cho vào một cái tô như thế này, thêm vào đó là một thìa bột mì. Sau đó thêm nước, các bạn sẽ thấy là bột mì sẽ rửa phần táo này rất là sạch. Quả táo này đã được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền và nó được biết đến với tác dụng đó là tăng cường máu lên não. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã cho thấy chiết xuất của táo đỏ có thể cải thiện trí nhớ và giúp bảo vệ các tế bào não. Quả táo tàu cũng được cho là có thể thúc đẩy trí nhớ tốt hơn. Táo đỏ có chứa các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, chống lại stress oxy hóa gây hại cho não. Khi bạn bị thiếu máu lên não thì không thể tránh được tình trạng mất ngủ và táo đỏ sẽ là một giải pháp rất tuyệt vời cho chứng mất ngủ kéo dài. Nó được biết đến với tác dụng đó là hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng kéo và cắt phần táo đỏ này ra, sau đó loại bỏ phần hạt của nó nhé. Các nghiên cứu ở trên động vật cho thấy các chất như là phenolic và flavonoid trong táo đỏ có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Chất saponin, flavonoid, polysaccharide trong quả táo đỏ cũng đã được chứng minh là có tác dụng an thần. Không những vậy, nó còn hỗ trợ sức khỏe của tim và giúp cho huyết áp ổn định. Táo đỏ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của tim và mạch máu. Trong táo đỏ có chứa nhiều kali, mangan và các chất chống oxy hóa, giúp cho mạch máu được thư giãn, kiểm soát huyết áp, giúp hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh và tăng cường trao đổi chất. Nó còn được biết đến với chức năng cải thiện hệ thống tiêu hóa. Táo đỏ sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe của đường ruột, cải thiện môi trường sống của các lợi khuẩn trong đường ruột, giảm sự tiếp xúc của niêm mạc ruột với amoniac độc hại. Và một tác dụng rất tuyệt vời đó là khả năng chống ung thư. Một nghiên cứu thử nghiệm cho thấy tiềm năng chống lại ung thư trên tế bào khối u ở người của chiết xuất nước quả táo khô. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng chiết xuất táo đỏ có thể ngăn chặn các tế bào khối u bạch cầu. Và đây là toàn bộ phần táo đỏ mình có, mình sẽ cho vào sừng hấp và đem hấp nhé. Phần táo đỏ này mình sẽ cần hấp trong khoảng thời gian 20 phút và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu thứ hai cho công thức này, đó chính là gừng. Mình sẽ sử dụng 150g gừng, đem rửa sạch phần vỏ này đi nhé, bởi vì công thức này có sử dụng đến cả phần vỏ của nó. Theo y học cổ truyền thì gừng có vị cay, tính ngấm, lợi ích của gừng có tác dụng giúp tiêu hóa tốt, chống nôn, chống viêm, giảm đau, chống lạnh và kích thích các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, gừng được biết đến với tác dụng đó là cải thiện độ nhạy insulin. Nghiên cứu này đã chứng minh bổ sung gừng giúp cải thiện tình trạng kháng insulin và tỷ lệ trao đổi chất đối với các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nó có thể giúp làm giảm lượng đường ở trong máu lúc đói. Và nó là một trong các gia vị rất tuyệt vời để giảm đau nhức xương khớp. Trong thành phần của gừng có chứa hoạt chất có hoạt tính sinh học có khả năng ngăn chặn sự hình thành của leucotriene gây đau nhức. Đó chính là gingerol, giúp bạn chống viêm, ức chế các chất chemokine, cytokine và các yếu tố gây viêm khác, từ đó giúp bạn giảm đau và cải thiện khả năng vận động do viêm khớp gây ra. Và đây cũng là một loại thảo dược giúp bạn ngăn ngừa ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số hợp chất có trong gừng có thể làm giảm hoạt động của các tế bào, gây thay đổi DNA, hình thành khối u, làm tăng độ nhạy của các khối u với các phương pháp trị liệu như là hóa trị hay xạ trị. Bạn sẽ đem phần gừng này đi thái nhỏ.
Và đây là toàn bộ phần gạo mình có, mình sẽ cho vào máy xay. Thêm vào đó là 300ml nước, sau đó xay thật nhuyễn. Bạn biết không, khi táo đỏ kết hợp cùng với gừng sẽ giúp cho cơ thể của bạn đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, lưu thông máu được hiệu quả, giảm thiểu tối đa tình trạng đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình phổ biến của căn bệnh này. Khi bạn đã xay nhuyễn được như thế này rồi, các bạn sẽ cho vào một cái rây lọc và lọc riêng phần nước nhé. Với phần táo đỏ sau khi đã hấp được 20 phút như thế này, mình sẽ tắt bếp và cho toàn bộ phần táo đỏ này vào máy xay. Thêm vào đó là nước gừng chúng ta vừa mới lọc xong, xay thật nhuyễn. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần nguyên liệu này vào một cái nồi hoặc một cái chảo, đun lửa nhỏ đến khi sền sệt lại là được. Đây là một trong các phương pháp rất đơn giản mà khi bạn chỉ cần kiên trì áp dụng sẽ là một cách cực kỳ tốt giúp bạn cải thiện được thị lực, duy trì đường huyết ổn định, bổ xương khớp, thúc đẩy giấc ngủ ngon và chống lại tình trạng rối loạn tiền đình, đau đầu, hoa mắt hay chóng mặt kinh niên. Hỗn hợp này còn rất giàu vitamin C, nó giúp cơ thể của bạn dễ dàng hấp thu các chất sắt được tốt hơn và ngăn ngừa nguy cơ bị thiếu máu não, cực kỳ hiệu quả. Sau khi các bạn đun hỗn hợp này sền sệt lại được như thế này, các bạn hãy tắt bếp và để nó thật nguội nhé. Sau khi hỗn hợp đã nguội hẳn như thế này, mình sẽ thêm vào đây 100ml mật ong và trộn đều. Nếu như bạn không có mật ong, bạn cũng có thể sử dụng đường phèn để thay thế. Nếu sử dụng đường thì các bạn cho vào trước 5 phút trước khi tắt bếp để đường được tan hết. Mật ong được biết đến với tác dụng. Bạn biết không, mật ong là một loại thực phẩm rất giàu phenol và các hợp chất chống oxy hóa khác nhau. Nhiều trong số các chất này có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Các hợp chất chống oxy hóa giúp giãn nở các động mạch trong tim, làm tăng lưu lượng máu đến tim. Chúng cũng có thể ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, nguyên nhân gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Tác dụng thứ hai được kể đến ở đây đó là giúp cho bạn có một trí nhớ tốt. Bạn đã bao giờ từng mất khả năng tập trung trong công việc hay chưa? Nếu có rồi thì hãy thử sử dụng thêm mật ong vào cuộc sống của mình nhé. Một nghiên cứu đã chứng minh mật ong có thể chống lại căng thẳng, phục hồi các tế bào, hệ thống phòng thủ, chống oxy hóa và trí nhớ được cải thiện rất nhiều. Hàm lượng canxi chứa trong mật ong dễ dàng được não hấp thu, đem lại lợi ích cho các quá trình hoạt động chuyển hóa của não bộ, ảnh hưởng có lợi đến hoạt động của não. Trong một nghiên cứu lâu dài được tiến hành trong 5 năm với sự tham gia của gần 3.000 người cao tuổi, đã được chứng minh rằng mật ong làm giảm tình trạng mất trí nhớ, giúp cho họ tỉnh táo hơn. Mình sẽ thêm vào đây 100ml mật ong và trộn đều. Bây giờ, sau khi hỗn hợp đã hòa quyện lại với nhau, các bạn sẽ cho toàn bộ vào hũ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng được trong vòng 1 tháng. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn hãy chuẩn bị 200ml nước. Mùa hè như thế này thì các bạn có thể sử dụng nước mát nếu thích. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng nước ấm nếu như không thích uống lạnh. Thêm vào một thìa cà phê hỗn hợp như thế này, khuấy đều và thưởng thức. Hỗn hợp này các bạn uống liên tục trong khoảng thời gian 1 tháng, sau đó nghỉ 7 ngày và có thể áp dụng tiếp. Hỗn hợp này chứa các dưỡng chất rất tốt cho việc tái tạo các tế bào hồng cầu, tăng lượng máu dồi dào, giảm triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng hỗn hợp này. Dưới đây là một số đối tượng không nên sử dụng. Thứ nhất đó là những người đang bị nhiệt miệng nghiêm trọng. Nếu một người bị nóng trong, bệnh trĩ hay hôi miệng do nhiệt miệng thì các bạn không nên sử dụng. Thứ hai đó là các bệnh nhân táo bón nặng. Táo bón xảy ra ở đa số những người mắc bệnh thương hàn. Nếu những người này ăn món ăn này, nó sẽ làm cho quá trình nghiêm trọng hơn.
Thứ ba, đó là những người đang có đờm vàng. Nhiều người có đờm vàng dễ bị kích thích cổ họng, nên sau khi sử dụng hỗn hợp này sẽ làm tình trạng đờm trở nên trầm trọng hơn. Thứ tư, đó là những người đang bị say nắng. Khi bị cảm lạnh thì uống nước trà này rất hiệu quả. Tuy nhiên, với những ai đang bị trường hợp cảm mạo thử nhiệt, cảm mạo phong nhiệt hoặc là bị say nắng thì không nên sử dụng hỗn hợp này. Loại trà thứ ba mà khi về già bạn cũng rất cần sử dụng để ngăn ngừa nguy cơ ung thư, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hay bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây ra chứng suy giảm trí nhớ ở người già. Cứ lấy lá ổi làm theo cách này thì chẳng tốn tiền mua thuốc mà bách bệnh đều tiêu tan. Bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng nên biết cách này để có thể sống khỏe, sống thọ. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn về một bài thuốc từ dược liệu quý của thiên nhiên này. Cốc nước trà lá ổi như thế này giúp đánh bay đủ mọi loại bệnh, ung thư nào cũng khiếp sợ và chạy xa, chẳng cần tốn tiền mua thuốc mà vẫn sống khỏe, sống thọ. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối. Rất nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ, chúng ta cùng thực hiện. Bạn hãy hái vài lá ổi, không quá non cũng không quá già như thế này. 10 lá là đủ cho công thức này. Lá ổi có những công dụng rất bất ngờ. Mỗi khi cần dùng đến lá ổi thì nó được mệnh danh là vị thuốc vàng của người phụ nữ Nhật Bản. Vì nó được biết đến với công dụng làm giảm cholesterol và hỗ trợ giảm cân. Bởi vì trong lá ổi có chứa các hợp chất như là carotenoid và polyphenol. Bạn hãy đem lá ổi đi rửa sạch với nước. Lá ổi có thành phần rất đặc biệt, đó chính là tannin. Chính là thành phần gây nên vị chát của lá ổi, giúp ngăn chặn quá trình chuyển hóa từ tinh bột thành đường, hạn chế khả năng hấp thu chất béo, tích tụ mỡ, thậm chí đánh tan phần mỡ dư thừa ở trên cơ thể của chúng ta. Nên lựa chọn uống loại trà lá ổi như thế này để duy trì thói quen tốt mỗi ngày, kết hợp với việc tập luyện thể dục thể thao để cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Một trong những công dụng phổ biến nhất của lá ổi là để làm thuốc chữa tiêu chảy. Nguyên nhân là do lá ổi có chứa nhiều tannin, giúp làm săn niêm mạc ruột, giảm tiết dịch ruột, giảm nhu động ruột và có công dụng kháng khuẩn. Các chiết xuất từ lá ổi có thể kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn Staphylococcus thường gây ra bệnh tiêu chảy. Ngoài ra thì việc uống lá ổi thường xuyên còn làm giảm đau bụng, kiểm soát phân lỏng, hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh chóng. Bạn hãy thái lá ổi ra thành những miếng nhỏ. Tại Nhật Bản thì trà lá ổi là một trong những loại thực phẩm được sử dụng trong mục đích y tế để giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Các hợp chất trong trà lá ổi giúp làm chậm sự hấp thụ đường vào trong máu, nhờ đó điều chỉnh lượng đường trong máu sau bữa ăn. Nhờ sở hữu lượng chất chống oxy hóa cao, lá ổi có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư khoang miệng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lycopene có trong lá ổi có vai trò rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư với những người thường xuyên gặp căng thẳng, áp lực dẫn đến lo âu, mất ngủ. Và duy trì thói quen này sẽ giúp cải thiện được chất lượng giấc ngủ. Lá ổi sẽ giúp làm dịu thần kinh và xoa dịu tâm trí của bạn, giúp cho bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Và đây là toàn bộ phần lá ổi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần thứ hai cũng rất cần thiết cho công thức này đó chính là gạo. Bạn hãy sử dụng 50g gạo cho công thức này. Trong gạo có chứa hàm lượng chất xơ, không chứa collagen và không chứa các chất béo chuyển hóa hoặc cholesterol. Gạo có rất nhiều các tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như là giảm cân hiệu quả vì chúng có chứa hàm lượng calo khá ít nên giúp ngăn ngừa các chất béo tích tụ và đốt cháy calo được nhanh hơn. Hàm lượng carbohydrate có trong gạo cũng sẽ giúp bạn giảm cảm giác đói. Thêm ăn gạo khi được kết hợp cùng với lá ổi sẽ thúc đẩy tiêu hóa, hỗ trợ đào thải các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Nhờ đó mà bạn sẽ giảm cân được hiệu quả hơn. Nhưng nhớ là chúng ta không sử dụng thêm đường các bạn nhé. Gạo trắng có chứa các chất dinh dưỡng bổ sung bao gồm như là sắt, vitamin B, vitamin nhóm B như là acid folic, niacin, thiamin
đều là những vitamin rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Đem phần gạo này rang đến khi vàng lên là được. Nó làm giảm cholesterol xấu, giảm cholesterol triglycerides và ngăn ngừa phần nào được những nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, giảm khả năng đột quỵ. Gạo sau khi các bạn đã rang vàng được như thế này rồi thì các bạn hãy cho phần lá ổi vào và rang thêm một chút, cho phần lá ổi vàng lên là được. Loại trà này là một thức uống rất lý tưởng cho việc hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nó có công dụng bổ trung ích khí, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa do ăn uống không tiêu, táo bón hoặc đầy bụng, ngăn ngừa hình thành sỏi thận gây ra do bạn ăn quá nhiều muối hoặc uống không đủ nước mỗi ngày. Bây giờ hãy thêm vào 1 lít nước và đun trà trong khoảng thời gian 15 phút tính từ lúc nước sôi. Nếu như bạn sử dụng trà lá ổi và gạo mỗi ngày sẽ giúp cho cơ thể của bạn bổ sung được chất xơ và lượng nước lớn cho cơ thể. Từ đó mà sẽ giúp cho hệ tiêu hóa được tốt hơn, dễ dàng tiêu hóa thức ăn và ngăn ngừa hình thành sỏi thận, kìm hãm sự sản sinh của các tế bào gây ung thư, giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh như là ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư gan. Phần trà sau khi đã hoàn thành như thế này, mình sẽ lọc riêng phần bã. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Bạn hãy sử dụng thức uống này thay cho nước lọc và sử dụng liên tục trong thời gian 7 ngày. Sau thời gian này, hãy duy trì ổn định mỗi tuần từ 1 đến 2 ngày nếu bạn đang trong quá trình điều trị. Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh thì bạn nên kết hợp 7 ngày ăn chay để đạt được kết quả tốt nhất. Dùng bài thuốc lá ổi này phù hợp với chứng đau bụng đi ngoài phân lỏng kéo dài hoặc chứng đại tràng kích thích đi lỏng, nhưng các bác sĩ cũng khuyến cáo các bạn trường hợp nếu như chúng ta bị đau bụng đi ngoài do ngộ độc thì tuyệt đối không nên sử dụng. Những người có cơ thể gầy gò, bàn tay, bàn chân nóng, miệng và lưỡi khô khốc, nước tiểu ít và có màu đỏ, phân khô, táo bón cũng thận trọng trong sử dụng bài thuốc này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.